Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Quốc hội yêu cầu cần nghiên cứu theo hướng mở rộng bổ sung nơi sinh vào giấy tờ xuất nhập cảnh nói chung để bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp ổn định lâu dài cho công dân Việt Nam. Chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Campuchia trong năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022 được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện quan hệ hai nước. Bên lề hội nghị COP27 diễn ra tại Ai Cập, đoàn đại biểu Việt Nam đã có cuộc làm việc với chủ tịch COP26 về việc hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 105 năm cách mạng tháng 10, chiều ngày 7 tháng 11, Đảng Bộ Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức trang trọng lễ trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Thay mặt Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng ông Nguyễn Xuân Phúc. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận cống hiến của ông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự và tự hào to lớn, đồng thời cũng là dịp để ông nhìn lại, nhắc nhở mình phải tiếp tục rèn luyện phấn đấu nhiều hơn nữa để cùng Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, phát triển như tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tiếp tục thông tin về kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng ngày 7 tháng 11, Quốc hội đã thảo luận phiên toàn thể về dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Tôi đề nghị cái mức giá khởi điểm đối với vùng 1 thì chúng ta cũng có thể giữ y là 40 triệu. Riêng đối với vùng 2 thì tôi đề nghị cái mức giá khởi điểm sẽ thấp hơn, chỉ khoảng là 10 triệu, và với cái mức này thì nó cũng đã là gấp 10 lần so với cái lệ phí được cấp hiện nay đối với các tỉnh và cái khu vực đô thị. Và với cái mức như thế thì có thể thu hút được đông đảo sự tham gia đấu giá của người dân. Quyền và nghĩa vụ của người nhận chuyển nhượng, người được cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá theo xe quy định. Người nhận chuyển nhượng chỉ được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá theo xe của mình, mà không được giữ lại biển số trúng đấu giá để đăng ký cho xe khác của mình, không được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá cho người khác là không phù hợp. Đề nghị Quốc hội nghiên cứu bổ sung điều chỉnh theo hướng quy định người nhận chuyển nhượng được phép giữ lại biển số xe để đăng ký cho xe khác của mình như quyền của người đã trúng đấu giá sau khi chuyển nhượng. Theo tôi, nguồn thu từ đấu giá quyền chọn biển số nên phân chia hai cấp ngân sách trung ương và địa phương theo tỷ lệ 40-60. Tổ chức cá nhân tham gia đấu giá chọn biển số sẽ vui hơn khi biết được số tiền mình nộp cho ngân sách sẽ được điều tiết một phần về địa phương, tức là sẽ đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của quê hương nơi mình đang sinh sống. Ngoài ra, điều này cũng công bằng giữa các địa phương, nơi đăng ký nhiều xe thì nhu cầu đầu tư lại cho hoạt động đảm bảo an toàn giao thông cũng lớn hơn. Việc phân chia hai cấp ngân sách cũng là cách thức để khoản thu này được tăng tính minh bạch. Cũng trong sáng nay, cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nhiều đại biểu đề nghị cần rà soát thêm để đảm bảo tính khả thi, công bằng trong các chính sách ưu đãi về thuế cho một số lĩnh vực cần khuyến khích, các dự án đầu tư sản xuất và nông lâm sản chế biến cà phê cùng chuỗi dịch vụ có liên quan đến cà phê trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, chính sách ưu đãi đối với các chuyên gia, nhà khoa học tài năng, đặc biệt trong một số lĩnh vực cần thu hút việc làm tại thành phố Buôn Ma Thuột. Trước đó, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình về việc thực hiện luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam. Theo đó, Chính phủ nhận thấy việc nghiên cứu bổ sung thông tin nơi sinh vào trang thân nhân trong hộ chiếu là cần thiết và cần sớm thực hiện trước ngày 1 tháng 1 năm 2023. Khẳng định việc bổ sung thông tin nơi sinh vào trang thân nhân trên hộ chiếu sẽ tạo thuận lợi cho công dân và không làm phát sinh thêm thủ tục và chi phí. Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Quốc phòng An ninh nhất trí đề xuất của Chính phủ và đưa vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 nội dung này. Ủy ban Quốc phòng An ninh cũng đề nghị Chính phủ về lâu dài cần nghiên cứu theo hướng mở rộng bổ sung nơi sinh vào giấy tờ xuất nhập cảnh nói chung để bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp ổn định lâu dài cho công dân Việt Nam. Còn chiều ngày 7 tháng 11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án luật đấu thầu sửa đổi. Nội dung về chỉ định thầu được nhiều đại biểu cho ý kiến.
Nhiều đại biểu thống nhất về sự cần thiết của việc sửa luật nhằm tháo gỡ kịp thời vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hoạt động đấu thầu. Do vậy, nội dung về chỉ định thầu phải được quy định cụ thể. Đây là về hình thức chỉ định thầu tại cái điều 21. Thì chỗ này tôi đề nghị là đưa một cái quy định về mức tiết kiệm bắt buộc. Mà cái mức này là nó bằng hoặc lớn hơn cái tỷ lệ tiết kiệm bình quân giữa tổng cái giá gói thầu và tổng giá trúng thầu theo từng lĩnh vực và hình thức lựa chọn nhà thầu do Bộ Kế hoạch Đầu tư công bố hàng năm. Trong cái báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện đấu thầu giai đoạn 2015-2021 đấy, tính toán ra khoảng 5% cái phần tiết kiệm được. Do vậy là chúng ta cũng cần phải có cái quy định về mức tiết kiệm bắt buộc đối với hình thức chỉ định thầu. Điều 21 về chỉ định thầu thì điểm D khoản 1 thì cũng đề nghị làm rõ cái khái niệm cấp bách. Bởi vì là trong luật đầu tư công cũng như là trong luật xây dựng và các cái pháp luật hiện hành khác thì không có khái niệm về công trình cấp bách. Trên thực tế thì các địa phương thì cũng có hay sử dụng cái cụm từ công trình cấp bách. Thế nhưng luật đầu tư công thì chỉ quy định là công trình khẩn cấp thôi chứ không có công trình cấp bách. Thì cũng đề nghị làm rõ trong cái luật đấu thầu lần này để dễ tổ chức thực hiện. Ngoài ra, trong dự thảo luật cần phải quy định rõ hơn trách nhiệm của tổ chức thẩm định, tư vấn thầu và cả những phương án xử lý nếu hủy thầu. Khoản 4 điều 17 hủy thầu. Bây giờ dự thảo quy định là hủy thầu. Đó. Nhưng mà bây giờ quy định này là cũng chưa rõ về cái cơ chế bù đắp chi phí đấu thầu như thế nào. Đó. Rồi bù đắp bao nhiêu là đủ. Bây giờ hủy thầu thì phải đền bù chứ. Hủy thầu mà không đền bù thì đâu có được. Ở đền bù là bao nhiêu. Đó. Phải cụ thể rõ ràng. Cũng trong chiều nay, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án luật giá sửa đổi. Tối ngày 6 tháng 11 phát biểu tại lễ meeting hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong những thành tựu của đất nước có sự đóng góp tích cực quan trọng của công tác pháp luật, trong đó việc nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật nghiêm minh của người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và cộng đồng xã hội là một trong những điều kiện tiên quyết. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, qua 10 năm tổ chức, Ngày Pháp luật Việt Nam đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân quan tâm hưởng ứng, được lan tỏa sâu rộng. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật đã có nhiều tiến bộ quan trọng. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các cấp các ngành bám sát thực tiễn và đưa hơi thở của cuộc sống vào trong pháp luật, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ pháp luật, bảo đảm mọi vi phạm pháp luật đều bị phát hiện, xử lý kịp thời, công bằng, nghiêm minh, công khai và minh bạch. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục và tổ chức thực hiện pháp luật với phương châm người dân là trung tâm, là chủ thể. Công tác tổ chức thi hành pháp luật phải hướng về cơ sở, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phải được chú trọng ngay từ cấp chính quyền gần dân nhất. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe tiếng nói của người dân, đặt quyền lợi của người dân lên trên hết theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Cần đặc biệt quan tâm đến các nhóm đối tượng yếu thế, đối tượng khó khăn trong tiếp cận pháp luật, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trao tặng bằng khen cho một số tập thể cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng, phổ biến, thi hành và bảo vệ pháp luật, Thủ tướng đề nghị và mong muốn mỗi người dân, doanh nghiệp, cơ quan tổ chức bằng những hành động cụ thể, thiết thực, hãy chung tay lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, thực hiện nghiêm pháp luật vì quyền lợi ích hợp pháp của bản thân, của cộng đồng và vì sự phát triển của đất nước. Nhận lời mời của Thủ tướng Campuchia, Chủ tịch ASEAN 2022 Samdech Techo Hun Sen, từ ngày 8 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Campuchia và dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41. Đây là chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị Thủ tướng, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Campuchia trong năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022, được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới, góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện quan hệ Việt Nam-Campuchia. Công ty cao su Chư Sê Kampong Thom, một trong 16 công ty thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đầu tư tại Campuchia.
15 năm qua, tập đoàn này đã đầu tư khoảng 800 triệu đô la Mỹ để trồng 90.000 hecta cao su tại Campuchia, tạo việc làm cho gần 20.000 lao động địa phương. Tại các địa phương có dự án của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, thì tập đoàn này đều đầu tư cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường trạm, nhà ở và cả chùa chiền, giúp phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn rất tốt cho Campuchia. Đến nay, Việt Nam có gần 200 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ, đứng đầu ASEAN và trong nhóm 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia. Kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt 9,54 tỷ đô la Mỹ, tăng tới gần 80% so với năm 2020. Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, hai nước đã nỗ lực hợp tác, kết nối hai nền kinh tế cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, giúp đỡ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia, đặc biệt trong năm hai nước đang kỷ niệm năm hữu nghị. Tôi tin tưởng và kỳ vọng sẽ có rất nhiều lĩnh vực hợp tác được thúc đẩy và mối quan hệ Campuchia-Việt Nam sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Phía Campuchia kỳ vọng nhất vào các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch. Đây là dịp rất là quan trọng để lãnh đạo hai nước sẽ điểm lại những cái tổng thể quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia trong 55 năm qua, từ đó xác định những cái động lực mới, phương hướng mới và các biện pháp mới để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững và với cái sự tin cậy chính trị cao hơn. Chuyến thăm cùng với rất nhiều các cái thỏa thuận sẽ được ký kết sẽ đánh dấu chính thức cái sự nối lại sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam Campuchia đã được tôi luyện qua những năm tháng đấu tranh giành độc lập tự do, nay tiếp tục được kế thừa, phát triển lên tầm cao mới. Vì sự thịnh vượng của mỗi nước, lợi ích thiết thực của nhân dân, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới. Ngày 7 tháng 11, kỷ niệm 105 năm cách mạng tháng 10 Nga, 7 tháng 11 năm 1917, 7 tháng 11 2022, cách mạng tháng 10 Nga là sự kiện làm rung chuyển thế giới trong thế kỷ thứ 20 đã diễn ra tại Petrograd, tức là thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga ngày nay. Với cuộc cách mạng này, lần đầu tiên trong lịch sử, chủ nghĩa xã hội từ lý luận khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân trở thành hiện thực trên đất nước Nga Xô Viết và trở thành biểu tượng vĩ đại của thời đại. Điều đó tiếp sức cho phong trào công sản cộng sản và công nhân quốc tế, trong đó có Việt Nam. Cách mạng tháng 10 Nga, sự kiện làm rung chuyển thế giới trong thế kỷ 20. Với cuộc cách mạng này, lần đầu tiên trong lịch sử, chủ nghĩa xã hội từ lý luận khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân trở thành hiện thực. Ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người đầu tiên đã tiếp cận, tiếp thu và vận dụng sáng tạo thành công những tư tưởng của cách mạng tháng 10 vào sự nghiệp cách mạng của nước ta. Năm 1917 chỉ có Liên Xô xã hội chủ nghĩa thôi. Thì năm 1930, trong cương lĩnh chính trị đầu tiên hay luận cương chính trị thì Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc đấy và Đảng ta đã tuyên bố đi tới xã hội cộng sản, đi lên chủ nghĩa xã hội rồi. Thực tế cho thấy, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga và sự vận dụng sáng tạo, tư tưởng của Lenin vào xây dựng chủ nghĩa xã hội. 5 năm trước, nhân dịp kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cách mạng tháng 10 Nga đã vượt qua khỏi không gian và thời gian, trở thành biểu tượng vĩ đại của thời đại. Tinh thần cách mạng tháng 10 và những thành quả lịch sử cũng như những cống hiến to lớn của nhân dân các dân tộc trong Liên bang Xô Viết đối với loài người mãi mãi không bao giờ phai mờ, mãi mãi sẽ còn ghi đậm trong tâm trí của mọi người có lương tri trên toàn thế giới. Những bài học kinh nghiệm đắt giá từ thành công và cả những thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong suốt một thế kỷ qua đã được Đảng ta đúc rút. Từ đó tiếp tục khẳng định những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang được cách mạng Việt Nam theo đuổi và thực hiện. Chúng ta vừa kiên trì cái nền tảng của chủ nghĩa Mác Lênin. Cái nền tảng ấy là cái mục tiêu phấn đấu cho cái lợi ích, cho cái hạnh phúc của toàn thể xã hội, của toàn thể nhân dân, nhất là những người lao động. Có không?
Cái nền tảng ấy là đặt cái con đường mà chúng ta phấn đấu để thực hiện cái mục tiêu ấy là dựa vào sức dân, dựa vào sự đoàn kết của toàn dân mà thực hiện. Mà thực hiện bằng những cái chủ trương nó phù hợp với lại cái khoa học phát triển của lịch sử, với lại cái quy luật phát triển của lịch sử. Hơn một thế kỷ đã đi qua, cách mạng tháng 10 Nga vẫn mang giá trị thời đại. Đến nay, mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, lý tưởng và giá trị tốt đẹp của cách mạng tháng 10 vẫn tiếp tục là cảm hứng, là nguồn động lực thôi thúc và khơi dậy tinh thần cách mạng của nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới. Những thông tin đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin: khuyến nghị các kỹ năng cần thiết cho công dân trong kỷ nguyên số phải có hiểu biết nhất định về công nghệ như là AI hay là Internet vạn vật. Một nông dân trẻ tuổi ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn tự mày mò để làm ra những chiếc đàn tính của dân tộc Tày, vừa có thêm thu nhập vừa gìn giữ được nét văn hóa truyền thống lâu đời. Bản tin thời sự xin được tiếp tục. Ngày 6 tháng 11, bên lề hội nghị lần thứ 27, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 diễn ra tại Ai Cập. Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà dẫn đầu đã có cuộc làm việc với ông Alex Sharma, Chủ tịch COP26 về việc hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định chuyển đổi năng lượng là yếu tố then chốt để Việt Nam thực hiện mục tiêu đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050. Tuy nhiên, bài toán khó ở Việt Nam là cần phải tìm nguồn điện để thay cho điện than. Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị Vương quốc Anh, EU và G7 hỗ trợ chuyển giao cho Việt Nam các công nghệ tiên tiến để giúp Việt Nam thực hiện thành công quá trình chuyển đổi năng lượng. Trong khuôn khổ hội nghị COP27, ngoài những cam kết ứng phó biến đổi khí hậu, các bên cũng thảo luận về việc các nước giàu cần bồi thường cho các quốc gia nghèo hơn bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Lãi suất toàn cầu đang gia tăng khiến dòng vốn đầu tư có xu hướng quay đầu. Thực tế này đặt ra lo ngại về việc thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam trong những quý tiếp theo. Tuy nhiên, với việc kiểm soát lạm phát và đặc biệt là kiên trì theo đuổi định hướng tăng trưởng bền vững, Việt Nam đã tạo dựng được niềm tin với các nhà đầu tư, tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các dự án đầu tư FDI trong lĩnh vực năng lượng xanh. Báo chí quốc tế tuần qua dành sự chú ý cho sự kiện tập đoàn Lego khởi công xây dựng nhà máy tỷ đô tại Việt Nam, với sự tham dự của Thái tử kế vị và công nương Đan Mạch có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam. Điểm đặc biệt của nhà máy đặt tại Việt Nam, đây là nhà máy đầu tiên của tập đoàn Lego được thiết kế thành cơ sở trung hòa carbon và là nhà máy bền vững nhất từ trước đến nay. Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này cũng là nội dung chính trong chuyến thăm của Thái tử và công nương Đan Mạch đến Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy nỗ lực và những bước đi cụ thể của Việt Nam trong việc chuyển đổi năng lượng xanh. Chúng tôi có mặt ở đây cùng với các doanh nghiệp Đan Mạch với mong muốn hỗ trợ Việt Nam trở thành nước dẫn đầu châu Á trong lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon. Chúng tôi nhận thấy Việt Nam có tiềm năng phát triển năng lượng gió rất lớn. Nhu cầu năng lượng và nhu cầu điện của Việt Nam trong những năm tới sẽ tiếp tục tăng, nên chúng tôi dự định đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Trang NNewsWire nhận định, với sự hỗ trợ kịp thời và những chính sách thuận lợi của chính phủ, Việt Nam đã nhanh chóng trở thành một trong những quốc gia hàng đầu trong khu vực về năng lượng tái tạo, với tiềm năng lớn hơn nữa đang chờ được khai phá. Đây cũng sẽ là một lĩnh vực để thu hút các dự án FDI chất lượng cao trong thời gian tới, và không chỉ từ Đan Mạch. Về tổng thể, Việt Nam đang đi trước nhiều nước láng giềng trong việc phát triển năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng cam kết của Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại Glasgow năm ngoái đã đưa Việt Nam lọt vào tầm ngắm của nhiều công ty lớn ở châu Âu với tư cách là một quốc gia đáng đầu tư. Rất nhiều công ty của Vương quốc Anh quan tâm đến việc đặt trụ sở tại đây và đầu tư vào thị trường Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực như gió ngoài khơi. Chúng tôi nhận thấy những tiềm năng hợp tác tuyệt vời trong các lĩnh vực xanh và với tư cách là đại diện của chính phủ Anh. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình hướng đến tăng trưởng xanh.
Nhằm bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu cho thị trường nội địa, Bộ Công Thương đã có công văn gửi tới các bộ ngành liên quan, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và hai công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn và Bình Sơn đề nghị tăng cường các biện pháp hỗ trợ. Đặc biệt đối với hoạt động vận chuyển xăng dầu, Bộ Công Thương cũng đã đề nghị Bộ Giao thông và Vận tải, Bộ Công an, chính quyền các địa phương tạo điều kiện để các phương tiện vận chuyển xăng dầu được lưu thông, tiếp cận, cung ứng nguồn hàng kịp thời cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết, nhà máy đã tăng công suất lên 112% từ đêm mùng 5 tháng 11 để giảm áp lực về nguồn cung xăng dầu cho cả nước. Đây là lần nâng công suất thứ 5 trong năm nay của nhà máy. Hiện công suất 112% là vượt 9% so với kế hoạch vận hành trung bình năm. Trong 10 tháng đầu năm, công ty đã xuất bán gần 6,6 triệu mét khối xăng dầu, cung cấp cho các đầu mối tiêu thụ vượt hơn 450.000 mét khối so với khối lượng đã cam kết. Nâng công suất thì ban lãnh đạo công ty cũng đã ngay lập tức triển khai các cái công việc và các cái giải pháp để tăng cái nguồn cung về nguyên liệu cho nhà máy và trực tiếp là dầu thô. Còn về phía công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn, hiện nhà máy cũng đã tăng sản xuất lên 100% để đáp ứng nhu cầu thị trường và thực hiện việc vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc bằng xe tét và bằng đường thủy. Riêng địa bàn thủ đô Hà Nội, ngay trong ngày hôm nay, lượng xăng dầu cung ứng cho Hà Nội đã tăng hơn so với 2 ngày trước. Đối với hoạt động vận chuyển xăng dầu vào nội đô, đến cuối giờ chiều nay, Hà Nội cũng đã hoàn tất việc cấp phép vận chuyển cho các doanh nghiệp có đăng ký. Đến hết ngày 7 tháng 11, thì thành phố Hà Nội đã được cung ứng thêm 1.000 mét khối cả xăng và dầu cho 5 doanh nghiệp phân phối, thương nhân phân phối ở trên địa bàn và đã giảm bớt được cái khó khăn về nguồn cung xăng dầu ở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các cái doanh nghiệp vận chuyển vào thành phố Hà Nội 24/24. Đến hết ngày hôm nay thì 100% hồ sơ của các doanh nghiệp nộp vào Sở Giao thông Vận tải đã được cấp phép đầy đủ. Theo kết quả kiểm tra của Sở Công Thương Hà Nội, tới chiều nay cũng cho biết toàn thành phố hiện chỉ còn 3 trên 493 cửa hàng đang hết xăng dầu cục bộ. Dự kiến từ 21 giờ tối nay, ngày 7 tháng 11 đến sáng mai sẽ có hàng bán trở lại. Sở cũng đã chỉ đạo 26 doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu của thành phố đăng ký nguồn cung còn thiếu 5 ngày một lần để báo cáo Bộ Công Thương bổ sung nguồn cung từ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Kinh tế số ngày càng đóng góp sâu rộng hơn trong thế giới ngày nay. Để đóng góp vào sự phát triển đó, theo các chuyên gia, kỹ năng tối thiểu mà mỗi cá nhân cần được trang bị không chỉ còn là biết đọc, biết viết, mà biết số cũng là một năng lực cơ bản. Mới đây, đại diện của Tổ chức Lao động Thế giới tại Việt Nam đã đưa ra khuyến nghị các kỹ năng cần thiết cho công dân trong kỷ nguyên số, như phải có hiểu biết nhất định về công nghệ như là AI, Internet vạn vật, hay khả năng làm việc nhóm, tích cực đổi mới sáng tạo. Cùng tìm hiểu về các kỹ năng thiết yếu của người lao động trong kỷ nguyên số qua phóng sự sau đây. Công ty này đang có khoảng 120 nhân sự. Bên cạnh đội ngũ lập trình viên, lãnh đạo công ty cũng tập trung tuyển dụng đội ngũ văn phòng với yêu cầu phải biết sử dụng các kỹ năng cơ bản về công nghệ để xử lý công việc cũng như kết nối với đồng nghiệp khi làm việc nhóm. Với chúng tôi thì các yêu cầu đó nó mặc định là phải có rồi. Tất nhiên với những cái bạn sinh viên mới ra trường hoặc là những bạn vừa mới đi làm thì chưa kịp trang bị cho mình những cái kiến thức đó thì sẽ được đào tạo ngay trong những cái ngày đầu tiên đi làm. Ví dụ như ngày trước là mình sẽ sử dụng các hình thức trong công việc và quản lý công việc bằng hình thức trực tiếp. Nhưng hiện tại thì mình có thể làm việc từ xa để mình sử dụng và cũng như là quản lý công việc này, cũng như là lập báo cáo từ xa được. Một trong những ưu tiên của các công ty khi tuyển dụng là tìm kiếm những người có kỹ năng sử dụng các sản phẩm số hóa, đặc biệt là ở các vị trí liên quan đến kỹ thuật, luôn có ý thức đổi mới sáng tạo hay làm việc nhóm cũng là kỹ năng được doanh nghiệp kỳ vọng ở ứng viên trong giai đoạn này. Trước đây chúng ta ít để ý những kỹ năng như là giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, mà làm việc nhóm một cách có hiệu quả. Thì bây giờ là lúc chúng ta cần phải chú ý đến những hoạt động đó. Và làm sao vận dụng được các công cụ hiện nay về số để phục vụ, không phải vấn đề chỉ giải trí mà là vấn đề làm việc. Để người ta có thể làm phát huy được những cái kỹ năng số như vậy, các cái năng lực số như vậy thì đương nhiên là cái môi trường cũng phải tạo cho người ta những cái điều kiện thuận lợi. Theo đánh giá, Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển các kỹ năng số do có tỷ lệ người dân được tiếp xúc với Internet và công nghệ cao. Tuy vậy,
nguồn nhân lực số tại Việt Nam còn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Để giải bài toán này, việc cần thiết là phải đào tạo kỹ năng người lao động phù hợp yêu cầu của thị trường. Các bạn học trong cái thời gian dài là 2 năm, nhanh là 6 tháng 1 năm là đã có thể có những cái kỹ năng để có thể join vào những cái công đoạn đầu tiên của ngành công nghệ thông tin. Tất cả những cái nhân lực của các ngành khác thì cũng đều cần trang bị cho mình những cái kiến thức về công nghệ thông tin nhất định. Dù là mình không là người viết nên, tạo nên những cái sản phẩm công nghệ ấy mà thì mình cũng là cái người phải sử dụng nó thuần thục. Tại Việt Nam, chính phủ đã xác định nhân lực số là một trong những yếu tố then chốt góp phần để Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kỹ năng số được áp dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau và có thể giúp đất nước chuyển đổi nền kinh tế số hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Thưa quý vị, để làm ra một cây đàn tốt thì người thợ làm đàn thường phải có nhiều kỹ năng như là kỹ năng làm nghề mộc, kỹ năng thẩm âm. Thế nhưng anh Dương Doãn Quảng, một nông dân trẻ tuổi ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, lại tự mày mò để làm ra những chiếc đàn tính của dân tộc Tày. Những chiếc đàn do anh làm ra không chỉ giúp anh có thêm thu nhập, mà còn giúp bản làng nơi anh sinh sống gìn giữ được một nét văn hóa truyền thống lâu đời. Cứ đến cuối vụ thu hoạch, anh Quảng lại mang hạt bầu đi khắp làng để nhân giống. Hạt này về thì trồng là quả non này ăn được, còn nếu mà già lại lấy cái vỏ của bầu già lại lại bán lại cho cháu thì cháu làm đàn. Vâng, bà xin. Để có những chiếc đàn tốt, anh Quảng phải đi nhờ trồng bầu khắp nơi. Anh thậm chí phải đi vài trăm km đến nơi có điều kiện đất thích hợp cho cây bầu để gửi giống và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc loại quả này nhằm có đủ nguyên liệu làm đàn phục vụ người dân. Chị vào đây xem đàn chọn nào. Cứ thích là quả bằng bầu. Rồi. Đàn tính thường dùng trong hát then. Đó là một loại hình nghệ thuật đặc trưng và không thể thiếu vào dịp lễ hội của người dân tộc Tày khu vực này. Khi hát then không thể thiếu đàn tính. Vì thế, sạp đàn của anh Quảng trở thành một nơi vô cùng quan trọng của người dân nơi đây. Theo mọi người cứ nghĩ thì là phải mua đàn với những cái nghệ nhân hay với những cái người lớn tuổi, nhưng mà với tôi thì tôi thấy bạn Dương Quảng này là thẩm âm rất chuẩn. Chiếc đàn nhìn đơn giản nhưng lại rất khó làm. Người thợ cần phải được học hành kỹ lưỡng. Thế nhưng anh Quảng lại tự mày mò làm đàn mà hầu như không có thầy giáo trực tiếp chỉ dạy. Nói là về việc không có người thầy để truyền cho, cho nên là việc đầu tiên làm ra cái đàn cũng rất là khó, không thể đạt cái hiệu quả về âm thanh, chất lượng âm thanh như bây giờ. Xin chào tất cả mọi người. Bình thường anh Quảng sẽ bán đàn cho người dân trong xã, nhưng thời gian gần đây anh Quảng đã đưa những clip gảy đàn và làm đàn của mình lên mạng xã hội, vừa để quảng bá văn hóa, vừa để bán đàn. Đàn tính gồm có 3 dây tượng trưng cho cha, mẹ và đất nước, một ý nghĩa rất sâu sắc. Kiếm tiền thì cũng phải nói là mình cũng phải yêu một cái giá trị truyền thống về dân tộc Tày, đó là giá trị hát then. Ngoài là một thợ giỏi trong làng, anh Quảng còn là một người thầy dạy đàn cho các em nhỏ hay tham gia các đội văn nghệ biểu diễn cho khách du lịch. Nhờ thế mà tiếng đàn tính và văn hóa truyền thống của vùng đất này được bay cao, bay xa hơn. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.